Bảo Hà ông bảy nhắn ai lên trên đất Bảo Hà lấy mùi phong nguyệt, đó là cảnh thần tiên. Do nam thoảng hương bay ngào ngạt mong hát tà đà hát non tì mặt tước ơi đầy trăng nghìn mặt tước ơi đầy Bảo Hà cổ tích như xưa nay còn truyền. Coi bắc địa còn truyền cổ tích ông uy bảy hoàng người thờ đích nghi nghi chung quân sinh đời làm tướng chung thần tóc lòng mà yêu nước thương dân Bắc địa cùng tướng quân đệ nhị hoàng hai can qua dẫu bẻ biến rời anh hùng xưa đã ra người thần tiên ý. Thank you.
mắt phượng hoàng thiên thổ lần tinh mày ngang sóng mang ngoại ngũ nhạc mình lãng tam đình vì vừa cần ý con hoàng mười sơn các o nâng mời giữa con hoàng mười sơn.
Thần Nguy ơi sông hương núi ngự, cây cầu trường tiên binh nở đẹp long lanh. Làm đàn sứ nghệ nghe nước danh bậc tướng tài. Tiệc vui họ vũ con lại đón rước ông Mười về, chứ đón rước hoàng vi chừng đến chừng phù hoàng chừng tâm cho ghi ông đây lòng.
rơi bầy, hát tiếng đầy tiếng vơi lạ xã thủ hữu tình nhà càng ngỡ càng vui. Ba gian để bát soi cho non nước nhà nhà yên vui. Ê, ê, ê.
sừng mịt mò ngàn treo leo núi non mịt mà nước chảy dọc sạch tươi nước chảy về đâu đi lên ngàn đi xuống núi phú vang cả núi đồi ơi sông ơi núi rừng ơi đường quanh co sông núi ngang đèo nước chảy trong veo nghe cô tiếng xa kèo từ ngàn xanh chân tiên cô bước ra đi hai hoa cô đi hái trà thầm u cất cao tiếng u gọi cái rừng ơi cái rừng ơi trần gian ơi cô đôi về đây chơi sông
người xưa thường mơ hỏi cô ba bông mơ ý cô thác hàn này. Chân cô bước xuống thuyền quan quan dô quan phách rằng phách nhất quan quan họ quan phách đôi cô đợi gì quan quan dô quan phách ba cầm trèo quan quan họ quan xin cô mở lại ra quan họ quan đền thác hàn trèo ra quan quan họ quan vượt phong ba ba tát họ quan dô quan cô cầm vững tay trèo quan quan họ quan rồi lên không trung vũ trụ ngân hà họ quan dô quan dưới sông sóng bạc quan họ quan có cá bạc trầu lên quan quan họ quan cô bơ sóng sóng quan quan dô quan đứng mũi thuyền rồng họ quan dô quan yêu mến thanh đồng quan quan dô quan thế họ vũ nhất tâm quan họ quan bắc ghế hầu cô quan quan họ tiên ta nhận họ quan số quan cô gia nhận đồng quan quan họ quan vì nghệ an thanh hóa quan họ quan qua ngôi đền lành ra quan quan họ quan
sinh cảnh đẹp bốn mùa phong quang. Cô bơ lại trèo xa về đến cây quê, mặt trời đã xế có bóng xế chiều. Của đến đây là bên tới bên cô, đôi tay xin cô bơ dừng trèo gác mái. Cô chuẩn bị vàng nhang, cô rước vua mẫu lên đền quan họ du. Một cánh tô điểm thẻ nến à tuyết sương lá ngọc bồng tan cành hồng hai cành hai cành khắc điểm vừa xong ý nghĩ. Chuông hồi ai ngà nơi ngà hồi yên đêm ngày dưới thoại cung hồi yên đêm ngày mẫu sai đón rước cô về ngày tháng ngàn soạn thanh giá hồi cung cất mẫu đền sòng cô chín nguyên xưa cất mẫu đền sòng khuyên cô cái cửu tình cô hầu trong ba đoàn hầu cận mẫu vương nga nguyên xưa cô chín hầu cận mẫu vương nga dọn hàng quan mát nga ẩm dương nghe núi sòng. Lối vào thanh nghi hóa một lối ra
Mùi cơm lam đi tình tình cô cô chơi đồng đằng
đồng đăng áo cá chợ bờ, sông thao sông cả sông bờ sông Hương Dâu. Kìa chợ mới về đền cây thì chùa Tam Thanh nhất nhị vào ra chơi đồng hương tuần ở quán báo để gió hoa nở hương bay ngàn.
tay tiến một triệt nhạc tí nghe ngà. Chứng lễ trần gian ấy nghi à, tìm kẻ nghèo vàng mãi về xuôi.
trên sườn núi sau lưng đèo người nghèo ca hát dốc 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 trên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về đừng kêu nghèo khó, đừng kêu nhọc nhằn. Thương ghi cô trăm công ngàn việc, thương họ vũ vất vả sớm khuya ý. Sửa túi cho đồng ý à, giòn thanh giá hồi cùng lòng thành thắp một tuần nhang dâng văn sự tích cô đôi cam đường Lào Cai.
đã lưng đeo xà tích tài hoa bấm vàng áo đổi vai diêu dàng và tắt mỗi lưng bao nhiệm nhặt đường công từ trời xanh với trăng trọng ý à. Sổ mãn hạ thiên tào bỗng gọi cô về trời để lại nhớ thương người tiên gửi đất ca đường. Đường cổ tích miếu đường ngàn tu đường
quỷ đâu. Lễ vật ra sao tài hoa kim ngân dâng lên tài hoa kim ngân kính trình cậu bé chép biên cho tưởng thì cho chứng vật khang cường chứng vật khang cường cậu phê chứng vật khang cường xuân hạ cầu đông tu đông cầu tài hạ về tống ách trừ tài. Thank you.
nước cậu hoàng đại công sa loạn thanh giá hồi cung chim tung cánh tương nhờ có tổ ngắm trần hoàn trăm họ ra hoàn đồ nhang xa nhiệt pháp rơi hồng quân chư phật tài tất do văn tỳ sư kết tượng vân tài tỳ phương vân chư phật thiện toàn thân nam mô nhân cúng giảng bồ tát ma tát nam mô nhân cúng giảng bồ tát ma tát sa loạn thanh giá hồi cung ngọ vũ con tâm thành bãi đạo cung thỉnh mời ông lãnh tổ lại đánh từ trung giới định chân nhang phần khởi sung thiên thượng đệ tử kiện thành hiện tại kim lô phóng cảnh quốc nhân luân tức biến mãn thập phương nam mô nhang cúng giảng bồ tát ma tát nam mô sa loạn thanh giá hồi cúng thượng châu xin bàn hội một tràng võ tay to lên.